Xin chào. Ai đã có ai vô xem livestream của em Lý rồi thì hãy để lại cho em Lý một comment được không? Để lại cho em Lý comment là số 9 nhá. Là đang theo dõi em Lý thì comment số 9 để em biết ai đang xem để em chào lại các anh chị nha. Livestream hôm nay rất là hay nhá, đừng bỏ qua. Livestream hôm nay là một livestream rất là hay, rất là giá trị. Bỏ qua là mất quyền lợi đấy anh chị ạ. Bởi vậy nên là hãy ở lại với em Lý để tận cuối livestream nha. Và bây giờ thì cho em xin phép là em sẽ làm cái thủ tục thủ tục trước khi livestream để có nhiều người lên trên vô cùng xem hơn, để em có thể trao được nhiều giá trị cho mọi người hơn nhé. Và những ai mà đang xem livestream thì hãy nhớ đó là ở đây bên này là Lý đúng không? Ai đang xem livestream thì hãy nhớ đó là giúp ở là thứ nhất, đầu tiên là ở lại đây với em, ở lại đây với Lý vì hôm nay là một livestream rất là hay, là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó là hãy comment xuống cho Lý số 9 nhá. Comment số 9 đi để Lý biết là mọi người đang nghe và đang xem, và để mình Lý chào lại anh chị nhá. Và thêm cái nữa đó là có thể giúp Lý xem, các anh chị có thể nói giúp Lý là cái chất lượng hình ảnh âm thanh nó đã tốt chưa được không ạ? Bởi vì em thì em nói ở đây nhưng em không có biết rằng là nó có ổn định không. Và mình sẽ đợi một chút nha. Thứ nhất đó là mình sẽ đợi cho nhiều người vào xem. Và cái thứ hai đó là mình em Lý sẽ làm thủ tục một chút ạ. Cho nhiều chị, nói chung là nhiều chị, nhiều anh, nhiều bác, nhiều cô được xem hơn. À, và hôm nay là một cái livestream rất là giá trị nhá. Những ai mà vô xem rồi thì hãy để lại cho em số 9, để lại cho em Lý số 9 để em Lý biết là những ai đang xem ha. Biết ai đang xem để em Lý chào lại mọi người. Đây. Trời ơi, mấy ngày hôm nay xuống quá trời luôn, bởi vì là được rất là nhiều người, nhiều chị cũng đã tin tưởng và cùng tham gia đồng hành với Lý, tham gia về cái chương trình Thải Độc Cà Phê, rất là hạnh phúc luôn. Khi mà các chị tham gia, các chị biết sao không? Em Lý phải chúc mừng các anh chị luôn. Bởi vì các chị là sắp đẹp rồi, các chị sắp khỏe lên rồi, nên em Lý rất vui. Nhưng còn thêm một cái nữa đó là các chị phải nhớ là khi mà đã đẹp rồi đúng không? Đã đúng những cái lợi ích giống như em Lý chia sẻ rồi thì phải chia nhớ là khi mà độc tố được tống hết ra bên ngoài rồi, các chị khỏe ra, các chị trẻ ra, các chị đẹp hơn đúng không? Thì các chị hãy nhớ đó là đầu tiên phải chia sẻ với gia đình của mình nhá. Chia sẻ với ông xã mình này, những người thân yêu nhất của mình, con mình, bố mẹ của mình, để không gì hơn cả gia đình mình khỏe khỏe mạnh là sướng nhất nha. Đăng này. Rồi, những ai đang xem thì hãy comment cho em Lý số 9 đi được không? Đây, em đang làm thủ tục đó là em sẽ phát xem chung ở trên trang cá nhân, bởi vì bây giờ các anh chị em sẽ like ở trên trang bay nhiều hơn. Vì ở trên trang bay thì em có thể kết nối rộng được hơn á, em sẽ kết nối được nhiều người hơn. Còn trên trang cá nhân thì nó rất là hạn chế. Hôm trước có nhiều chị thấy em chia sẻ hay quá, nhờ em đặt cái bộ thải độc cà phê để về thải độc, để mà mấy chị đó bị nám và có chị đang muốn giảm cân đấy thì nhắn tin vô vô trang cá nhân thì tin nhắn chờ mất tiêu. Trời ơi, đến đến cả hôm qua hôm kia gì em mới đọc được. Ai đang xem thì comment cho em Lý số 9 nha. Không biết là có ai đang trong fanpage không? Bởi vì fanpage của em thì mới, em cũng mới chuyển qua live trên fanpage này nên là rất là ít người biết. Đó, vậy nên là những ai đang xem livestream thì giúp em Lý comment xuống số 9 nhé. Và giúp em Lý xem rằng âm thanh hình ảnh nó có rõ ràng hay không, các chị nghe có rõ không nhé. Giúp em Lý một việc như vậy nha. Và hôm nay là một livestream rất là giá trị dành cho tất cả mọi người. Đây sẽ là những cái kiến thức mà em đã tổng hợp được khi mà chia sẻ với mọi người. Thì các anh chị hãy giúp em là chia sẻ cái livestream này đến cho những người thân, cho bạn bè của mình cũng có cơ hội được biết đến những cái kiến thức này, những cái điều tuyệt vời này, để đảm bảo được rằng là cho mình có một cái sức khỏe tốt này, cơ thể của mình không sợ bị bệnh tật, đặc biệt là bệnh ung thư nhá. Và đối với chị em phụ nữ thì da dẻ sẽ đẹp hơn và mình sẽ trẻ dai hơn các anh chị nha. Hôm nay là một ai đang xem livestream đấy ạ? Những cái chị nào ở đây ai đang xem livestream nhá thì hãy comment xuống cho em Lý số 9 nha, để em Lý biết được là những ai đang xem, để em Lý chào lại mọi người. Và ngày hôm nay ở đây những ai mà quan tâm đến sức khỏe của bản thân mình, quan tâm đến sức khỏe của gia đình mình muốn là sống mà không có sợ bệnh tật nhá. Cái điều này rất là quan trọng anh chị ạ.
Nghĩa là bây giờ em mong muốn là làm sao để mà khi mà bản thân em hiểu được rồi, nghĩa là mình có thể sống cả đời khỏe mạnh mà không cần sử dụng một viên thuốc tây nào hết các anh chị nhá. Quan trọng đó là mình sống đúng, mình ăn đúng, mình ngủ nghỉ đúng, mình sinh hoạt đúng thì cả đời này mình sẽ không bao giờ phải sợ bệnh tật anh chị nha. Và rồi xin chào, những ai đang xem livestream hãy comment xuống giúp cho em Lý số 9 nha. Và trong những thời gian gần đây đúng không, em Lý rất là vui, thật sự rất là vui và hạnh phúc, bởi vì công việc chính của em thì em là chuyên gia về về lĩnh vực là trẻ hóa làn da. Đó là trẻ hóa làn da này, những cái chị nào đang nhăn nheo, chảy xệ, da sạm, nám thì em sẽ hỗ trợ về những cái vấn đề đó. Nhưng tại sao mà em thời gian gần đây em chia sẻ rất là nhiều về vấn đề thải độc và nó có liên quan gì đến nhau không? Thì câu trả lời đó là nó liên quan mật thiết đến nhau các anh chị nhé. Bởi vì em làm trong cái ngành làm đẹp này đã là 2 năm rồi, 2 năm gần 3 năm rồi các anh chị ạ. Và khi mà trong cái thời gian mà em chăm sóc, em hỗ trợ cho rất là nhiều chị, bởi vì là cái sản phẩm bên em là sản phẩm của Mỹ, nó rất là tốt, khách hàng không có nhiều, nhưng nghĩa là bản thân em chăm sóc cho một khách và chăm sóc cho cả gia đình người ta luôn, nên là sản phẩm rất là giá trị. Thì khi mà dùng á, có những người họ đạt được hiệu quả, nhưng cũng có những người nó không đạt được hiệu quả, đặc biệt là các chị đang bị vấn đề về nám ha. Rồi, ai đang xem, ai đang quan tâm về thải độc này, về làm đẹp này, về sức khỏe thì hãy comment xuống cho em Lý nhé. Bởi vì em Lý đã lên đây chia sẻ rồi thì cái điều hạnh phúc nhất, cái điều mà giúp cho em có động lực đó là cái sự lắng nghe, cái sự cổ vũ động viên của mọi người, thì em sẽ gọi là mình có cái lửa hơn mọi người ha, giống như nhiệm vụ của mọi người nghe đó là hãy truyền lửa cho em giống là người chia sẻ nhé. Thì đặc biệt là những cái chị bị về nám đúng không? Thì khi mà em vô tình trong khoảng là thời gian gần đây em biết được về cái phương pháp thải độc cà phê thì em hiểu ra hoàn toàn vấn đề luôn. Rồi xin chào chị Sơn Tú Nguyễn nha. Chị Sơn Tú Nguyễn là phải áp dụng phương pháp này cho em nhé. Rồi xin chào các chị này. Những cái chị nào mà đang xem livestream á thì hãy comment xuống cho em số 9 nhé. Đang xem em Lý chia sẻ thì comment xuống cho em số 9. Thì trong thời gian đó thì có rất là nhiều người khi mà em Lý chăm sóc ạ, bởi vì bên em thì em rất là kỹ, em sẽ chăm sóc từng người một luôn khi mà đã là sử dụng cái sản phẩm của bên em. Thì có những người họ có hiệu quả và có những người họ không có hiệu quả, thì em rất là thắc mắc, mặc dù sản phẩm rất là tốt nha, sản phẩm công nghệ của Mỹ luôn, nhưng trong thời gian gần đây thì em Lý đã hiểu ra được vấn đề rồi. Đó là bởi vì là cái độc tố trong cơ thể của mình, là khi mà các chị có thể là các chị uống vào đúng không, các chị uống omega, các chị uống dinh dưỡng này, các chị uống dinh dưỡng kia, rồi bên ngoài các chị có thể là đầu tư những cái bộ sản phẩm đến cả chục triệu luôn, mấy chục triệu là bình thường, hoặc là các chị đi điều trị những cái phương pháp nám đi, nâng cơ hay là đi đi làm này làm kia đến cả gần trăm triệu luôn đúng chưa nào. Nhưng tại sao có thể là nó không hiệu quả, hoặc là nó hiệu quả nó vẫn bị quay lại cho các chị như thường đúng chưa nào? Thì các chị có biết không, đó là bởi vì không phải những cái phương pháp đó nó không hiệu quả đâu ạ, mà là bởi vì trong cơ thể của các chị nó đang tồn tại rất là nhiều độc tố. Khi mà các chị càng lớn tuổi, độc tố sẽ càng nhiều, rất rất là nhiều luôn. Người ta đã tính ra rồi, trung bình một người trưởng thành á, bởi vì trong cái cuốn sách này này, nhờ cái cuốn sách này, đây là một cuốn sách là rất là tuyệt vời luôn. Và đối với em Lý thì bất cứ một chị nào quan tâm đến sức khỏe này, đến làm đẹp thì hãy có cái bộ sách này, đây là bộ sách nhân tố enzyme nhá. Trời ơi tuyệt vời lắm ạ. Em nhờ cái bộ sách này mà em mới có được những cái kiến thức này. Thì em Lý hiểu được rằng là trong này người ta đã nghiên cứu ra rồi là cơ thể của một người trưởng thành nó sẽ có từ 8 cho đến 25 ký độc tố trong cơ thể. Đó, 8 từ 8 ký cho đến 25 ký độc tố trong cơ thể các anh chị nhá. Ví dụ như ít nhất là 8 ký đúng không ạ? Hiện tại là ví dụ như em Lý 45 ký đi, nhưng ví dụ như mình lấy một con số thấp nhất đó là 8 ký, nghĩa là 45 ký trừ đi 8 ký vậy là chỉ còn 38 ký, đó là những 37 38 thì thôi là những cái thức ăn dinh dưỡng máu của mình, còn lại 8 ký nó đã là độc tố rồi. Là độc tố ở trong cơ thể nó giống như một cái đống rác các anh chị ạ. Nó giống như một cái đống rác trong người của mình ấy. Vậy thì đến 8 ký độc tố như vậy, các chị uống cái này vào, các chị bôi cái này vào, làm cái này làm cái kia, làm sao mà nó đẹp được khi mà độc tố nó luôn luôn nó phát lên trên trong người mình, cho sức khỏe của mình và cho làn da của mình các anh chị ha. Và trong từ 8 cho đến 25 ký độc tố đó thì nó lại 90% đó, nó lại là 90% độc tố nó sẽ nằm ở dưới đại tràng của mình các chị nha. Không biết là em đang phát xem chung này.
Các chị nào đang xem thì có thể giúp em comment xuống được không ạ? Giúp em comment xuống số 9 ở dưới được không ạ? Không biết là bởi vì em thấy cũng có người xem nhưng không thấy các chị comment gì cả. Không biết các chị có nghe em mày rõ không? Các chị giúp em nhá, giúp em comment xuống dưới nhá để em có thể tự tin hơn để em nói, em chia sẻ thật luôn. Bởi vì khi mà em lên đây em chia sẻ, em đăng ký là người đi chia sẻ đó, không gì hạnh phúc hơn. Điều hạnh phúc nhất đó là những cái kiến thức mà em chia sẻ giúp ích được cho mọi người, đúng không ạ? Ok ha, thì em sẽ chia em Lý chia sẻ tiếp nhé. Và trong từ 8 cho đến 25 ký độc tố đó là 90% đã nằm ở dưới cái ruột già, nằm ở phân, nằm ở đại tràng của mình rồi, đúng không ạ? Vậy thì bây giờ cái phương pháp thải độc cà phê là gì? Nó sẽ nghĩa là hàng ngày mình sẽ pha loãng cái cà phê và mình sẽ cho cái gọi là cái đại tràng của mình, cái hậu môn của mình anh chị nhá, mình sẽ truyền cà phê vào bên trong và mình sẽ lấy hết 90% cái độc tố đó ra. Cái đó giống như việc các anh chị đổ rác ấy các anh chị nhá. Thay vì bây giờ các anh chị đổ rác xây một ngôi nhà rất là đẹp, giống như kiểu các anh chị mặc bộ quần áo đẹp đúng không? Và các anh chị thường xuyên chăm sóc cho ngôi nhà của mình, cống rãnh gì rất là ngon lành, sạch sẽ luôn, rác đổ hàng ngày luôn. Nhưng các anh chị quên làm một việc rất là quan trọng, đó là đổ rác cho cơ thể của mình, là giúp cơ thể của mình lấy cái độc tố đó ra, được chưa nào? Và trong thời những ngày qua ở đây, nếu mà những ai chưa biết thải độc cà phê là gì thì có thể vô trong trang Facebook của em đã chia sẻ rất là nhiều rồi nhá. Những cái độc tố đó là khi mà các anh chị bị á, nó mới khiến cho việc mà mình uống vào, uống cái chất dinh dưỡng này dinh dưỡng kia vào, nó không hấp thu được, bởi vì độc tố nhiều quá nó bốc lên, từng tế bào của mình nó đã bị ngấm cái độc tố rồi này. Hay là các anh chị bôi cái này bôi cái kia vào, uống thuốc giảm cân này kia các kiểu luôn, nhưng nó không có hiệu quả các anh chị nhá. Vậy thì bây giờ em Lý sẽ nói sơ qua như vậy nhá. Và bây giờ ngày hôm nay thì cái đề tài chính của em Lý, bây giờ cái đó mới là chào màn thôi nha. Rồi bây giờ em Lý sẽ bắt đầu đó là chia sẻ về cái nội dung chính. Vậy thì làm sao để biết được là cơ thể của mình đang bị nhiễm độc tố nhá. Và điều này á, thật sự luôn, khi mà em Lý tìm hiểu xem Lý thấy đúng kinh khủng luôn. Tại vì đúng là những cái biểu hiện mà trong thời gian qua mình đang bị luôn anh chị ạ. Đúng dã man luôn. Và đây là cái điều mà các anh chị phải biết nếu như mà mình thật sự quan tâm đến sức khỏe của mình, sức khỏe của bản thân mình và sức khỏe của chính gia đình mình. Mình không muốn rằng những cái gọi là những cái bệnh án nó dành cho mình, đặc biệt là bệnh án ung thư các anh chị nhá. Những cái kiến thức này sẽ giúp cho các anh chị phòng chống cái căn bệnh ung thư rất rất là hiệu quả. Vậy nên là em muốn, em Lý rất là mong rằng khi mà em Lý đã lên đây chia sẻ rồi, các anh chị hãy giúp em Lý chia sẻ cái livestream này đến cho bạn bè của mình, được không nào? Đến cho bạn bè của mình, những người thân yêu của mình, để người ta cũng có cơ hội có được những cái kiến thức này, để người ta tự phòng chống bệnh cho bản thân mình các anh chị nhá. Và có phải là khi mà các chị hết độc tố ra rồi, các chị khỏe rồi, các chị đẹp rồi, có phải là da các chị sẽ đẹp lên, đúng chưa? Đó, vậy nên nó liên quan mật thiết đến nhau. Mặc dù là làm đẹp, nhưng bây giờ em Lý đã hiểu đó là nó phải là từ cái sức khỏe ra trước. Khỏe là cái gì là cũng phải từ bên trong, 80% là bên trong và bên ngoài là 20% các anh chị nhá. Mình sẽ làm cái lớn trước nha. Vậy thì bây giờ làm sao để biết mà cơ thể của mình là nó đang bị nhiễm độc tố? Nhiễm độc tố có nghĩa rằng là cái độc tố khi mà mình ăn uống vào á, mình ăn uống vào và nó sẽ thải ra cái phân, thì cái phân đó nó là độc anh chị nhá. Nhưng nếu như mà trong 8 tiếng mà mình không đẩy được cái phân ra bên ngoài trong một ngày á, mình không đẩy cái phân đó ra bên ngoài, thì cái phân đó nó sẽ, cái nước phân á, nó lại thấm ngược vào, nó là cái nước độc rồi, nó lại thấm ngược vào trong cơ thể của mình. Khi mạch máu truyền qua đại tràng, nó mang theo cái nước phân đó luôn, và từng tế bào của mình nhiễm độc luôn. Và rồi là gan của mình nó phải hoạt động nhiều hơn này. Đó, và khi mà nó có những cái dấu hiệu như thế này thì có nghĩa là các anh chị phải hiểu rằng là từng tế bào của mình trong cơ thể nó đang cầu cứu chính mình nhá. Nó đang cầu cứu chính mình, lá gan của mình, đó, đại tràng của mình nó đang cầu cứu mình, đó là hãy ăn uống khoa học lại, hãy sống đúng lại và đừng để cho nó phải chịu đựng hơn nữa. Bởi vì nếu như mà mình làm một thời gian đủ dài, đúng không, cơ thể đã nhiễm độc đủ nhiều, vậy thì sẽ đến một lúc bùng một cái nó không chịu được nữa thì nó sẽ phát ra bệnh, đúng chưa? Và sau đây là những cái dấu hiệu mà khi mà em Lý tìm hiểu mà sao thấy đúng dã man luôn. Bởi vì cái nào em Lý cũng bị rồi. Và ngày hôm nay thì em Lý đã thải độc cà phê, đến ngày hôm nay là ngày thứ 25 rồi các anh chị ạ. Đã dã man tuyệt vời kinh khủng luôn. Bởi vì em chia sẻ thật là trước đó là em có bị về vấn đề táo bón nữa. Thì táo bón nó cũng là một trong những cái dấu hiệu mà cơ thể mình bị nhiễm độc tố đấy các anh chị ạ. Nhưng em làm đúng 2 ngày là hết táo bón luôn. Ai mà đang bị táo bón thì hãy phải làm ngay phương pháp này nhé. Còn nếu mà không bị thì càng phải làm để mình tránh được
được không nào? Rồi, vậy thì cái dấu hiệu đầu tiên mà cơ thể mình cho mình biết, đó là nó sẽ báo hiệu cho mình biết các anh chị nhá. Khi mà có những cái dấu hiệu này, các anh chị phải cảm ơn nó, phải cảm ơn, bởi vì cơ thể mình nó là một cái khối nó gọi là hoàn hảo lắm chị. Càng tìm hiểu càng thấy đúng là thiên nhiên nó tạo ra cơ thể mình quá là tuyệt vời. Vậy thì cái dấu hiệu đầu tiên để mình biết rằng là mình đang bị nhiễm độc tố, có nghĩa là cái độc tố trong người mình nó đang rất là nhiều nhá, đó là mình có thể là mình bị tăng cân một cách rất là nhiều, hoặc là giảm tăng cân một cách đột ngột, hoặc là giảm cân một cách đột ngột các anh chị nhá. Và cái đề về cái vấn đề này thì hôm trước em Lý đã làm nguyên một cái livestream em Lý chia sẻ rồi, thì hôm nay em sẽ không còn nói kỹ về vấn đề này nha, em chỉ nói sơ qua thôi. Những ai đang xem livestream thì hãy là tương tác với em Lý nhá, hãy comment xuống giúp cho em Lý để em có mọi người có những cái kiến thức gì hay thì chia sẻ lại với em Lý nha. Đó, thì về cái vấn đề tăng cân giảm cân này liên quan gì đến cái độc tố, đến cái đại tràng của mình, thì hôm trước em Lý đã làm nguyên một cái livestream để chia sẻ về cái này rồi ha. Thì em sẽ không nói quá nhiều, em chỉ nói sơ qua một chút thôi. Các anh chị nào muốn xem lại thì hãy tìm lại livestream của em, hoặc là nhắn tin cho em thì em sẽ gửi cái đường link đó cho qua cho các anh chị xem lại nhá. Bởi vì các anh chị phải biết giống như em vừa nói á, khi mà cái phân của mình trong một ngày, ví dụ như hôm nay mình ăn uống đúng không, nó sẽ đi qua ruột non rồi, nó sẽ đẩy xuống đại tràng là đã trở thành phân rồi, xuống đại tràng nó đã trở thành cái chất độc tố rồi, nó đã là rác rồi. Rác thì sao? Giống như bây giờ các anh chị bỏ một cái gì vào thùng rác, rác là mình không dùng nữa đúng chưa nào? Mình không dùng nữa là trong ngày mình đổ đi luôn, không sao cả. Nhưng nếu như mà các anh chị để đó 2-3 ngày, nó bắt đầu nó thối rữa ra, để thêm vài ngày nữa nó sẽ bắt đầu là nó có những cái mùi khó chịu, vi khuẩn nó sẽ bốc ngược lại vào trong nhà mình, mùi hôi nó sẽ bốc ngược lại vào đúng chưa nào? Vậy thì cái độc tố, cái phân này nó cũng y vậy luôn. Nếu như mà trong ngày hôm đó 1-2 ngày các anh chị đưa được cái phân đó ra bên ngoài luôn thì nó sẽ không có cái vấn đề gì cả. Nhưng nếu như mà các anh chị mình, đặc biệt là những cái chị nào mà bị táo bón á, mình nó cái phân đó nó giữ mãi ở trong cái đại tràng của mình cả mấy ngày mà mình không đi được, hoặc là mình đi nó không hết, thì cái phân đó nó sẽ có nước, mà cái đó nó gọi là nước độc á, nước phân đó các anh chị nhá, nó sẽ thấm vào mạch máu luôn, nó sẽ thấm ngược lại vào trong cơ thể của mình, vào trong cái đại tràng của mình. Và khi máu nó đi qua, máu nó tuần hoàn cứ 3 phút, máu cơ thể của mình cứ 3 phút nó sẽ tuần hoàn một lần ha, thì nó sẽ mang theo cái nước phân đó để mà nó đi nuôi cơ thể của mình. Nghĩa là cái máu nó đi nuôi cơ thể của mình, nhưng khi nó đi qua đại tràng nó vô tình nó mang theo cái nước độc đó luôn, bởi vì nó là cái dạng là nó giống như máu mà đó, nó vô tình nó mang theo cái nước độc đó luôn. Và cái đó đầu tiên nó sẽ đi qua gan, vậy là gan nó sẽ mệt mỏi đầu tiên ha, gan lại phải tiếp tục một lần nữa phải vận động, phải thải độc, nên là nó sẽ dẫn đến cái việc gan của mình nó bị yếu đi nè, và sau đó là từng tế bào của mình nó cũng sẽ nhận được cái chất độc đó luôn. Mà tế bào nó là cái mà để gọi là trao đổi chất các anh chị nhé. Vậy thì ví dụ như các anh chị ăn uống vào đúng không? Các anh chị ăn uống vào mà nó cái chất mà mình ăn vào miệng á, cái trái cây hay là rau củ quả hay là cơm hàng ngày mình ăn vào miệng á, nhưng khi mà đi vào trong cơ thể của mình, tế bào của mình nó mệt mỏi, nó đang bị nhiễm độc, nó đang bị kiệt quệ, nó đang bị ảnh hưởng, thì nó sẽ không làm được một cái nhiệm vụ, đó là chuyển hóa cái dinh dưỡng đó trở thành cái năng lượng cho mình vận động trong một ngày, trở thành cái chất để cho mình cần thiết, để cho mình khỏe, để cho mình đẹp nha. Vậy nếu như mà cái tế bào này nó đang bị kiệt quệ, nó không có chuyển hóa năng lượng được, vậy thì đối với những cái người mà họ có cái cơ địa gầy, cơ địa mập ấy các anh chị, đó là người ta sẽ bị những cái thức ăn đó từ cái dinh dưỡng nó sẽ bị chuyển thành cái gọi là cái mỡ thừa các anh chị, cái mỡ dự trữ, và đầu tiên nó sẽ bị tồn đọng ở trong trong cái nội tạng của mình trước, và cái mỡ nội tạng là cái mỡ nguy hiểm nhất nhá. Còn nếu mà các anh chị nào mà bị tăng cân á, mà nghĩa là nhưng nó chỉ là mập tay mập chân ở đây thôi này, ở dưới da mình thôi, thì không có gì nguy hiểm cả. Nghĩa là cái tế bào của mình nó đang bị nhiễm độc và nó không có chuyển hóa năng lượng được, thì đối với người mập thì nó sẽ bị chuyển hóa thành mỡ thừa đó, nên là mình sẽ mập càng mập. Còn đối với người gầy thì nó sẽ đi ra ngoài luôn, cơ thể mình không hấp thu được nó, đối với người gầy nó sẽ đi ra ngoài luôn. Vậy nên là đối với cái trường hợp mà khi mà cơ thể của mình nó bị nhiễm độc á, người gầy sẽ càng gầy và người mập sẽ càng mập nhá. Vậy nên nếu như các anh chị cho dù có vận động rất là nhiều, ăn uống có thể là khoa học này, hay là mình làm rất là nhiều cái cách để mà giảm cân, nhưng làm hoài mà nó không hết, sao cái này nó cứ rơi hoài. Em phải đeo tai nghe để mình nghe cho nó rõ hơn ấy. Vậy nên là vậy thì mọi người cũng hãy bắt đầu quan tâm nhé, và hãy thải độc ngay cho em. Và có rất là nhiều những cái phương pháp thải độc khác nhau, nhưng em Lý đang rất là tâm đắc và chia sẻ với rất là nhiều người, đó là cái phương pháp thải độc cà phê ha.
Rồi, đó là cái dấu hiệu đầu tiên. Rồi, cái dấu hiệu thứ hai đó là mình sẽ cảm giác, để em xem ở đây coi ai đó xem livestream có thể giúp em comment xuống được không ạ? Chị nào xem, chị nào hay là anh nào xem livestream có thể giúp em comment xuống các dấu hiệu mà em lý nói được không, để mà người sau á, các anh chị sau người ta vô người ta biết là mình đang nói về vấn đề gì nhá. Trời ơi, em lý đã ngồi đây và em lý chia sẻ cho đi bất chấp rồi, thì các anh chị chỉ cần là giúp em lý là viết lại thôi, và nếu mà thấy giá trị thì giúp em là chia sẻ cái này lên trên trang cá nhân của mình các anh chị nhé, để mà người thân bạn bè của mình được biết ha. Rồi, cái dấu hiệu thứ hai đó là các anh chị sẽ thấy là mình mệt mỏi uể oải cả ngày các anh chị nhé. Và hoặc là nó có cả thêm về trong cái vế này, nó có cả thêm về cái vấn đề mất ngủ nữa. Và cái này thì nó là như thế nào? Có nghĩa rằng là trước đây em cũng vậy, nghĩa là khi mà đi 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 tập thể dục với các anh chị, mình chạy một tí mình đã thấy rất là mệt rồi, hoặc là cho dù ngày hôm đó mình ngủ 8 tiếng đúng không, mình ngủ rất là đủ giấc, mình ngủ sớm và mình ngủ rất là đủ giấc, nhưng khi mà mình dậy mình cảm thấy nó không sảng khoái đó, nó rất là mệt mỏi đúng không, nó không có sảng khoái, nó rất là mệt mỏi, nó uể oải cả ngày luôn. Đó là vì sao? Là bởi vì cái gọi nó cũng là liên quan đến tế bào luôn, là cái tế bào của các anh chị nó đang bị nhiễm độc, cái mạch máu mà nó truyền nó đi ngang qua cái đại tràng nó mang theo cái độc tố, bởi vì 90 và độc tố là nó nằm ở đại tràng mà đúng chưa, nó mang theo độc tố và nó truyền đến cho từng mạch máu này, truyền đến cho từng cái tế bào một là trong cơ thể của mình, thì nó sẽ bị kiệt quệ, nó không có chuyển hóa năng lượng được, và bắt đầu là cơ thể của mình mặc dù mình ăn uống nghỉ ngơi rất là đầy đủ luôn nhưng nó vẫn không có hấp thu được, bởi vì có thể là mình cung cấp đầy đủ nhưng cái độc tố trong người của mình nó cũng nhiều quá, nó cũng không kém gì luôn, độc tố thậm chí là cả mấy chục năm rồi cơ, thì những cái đó nó mới là những cái tai hại nhá. Và khi mà các anh chị thải độc cà phê, các anh chị mới thấy nó kinh, khi mà các anh chị đi vệ sinh á sẽ thấy là những cái gọi là em nói thật luôn là những cái dạng mà phân đen ấy các anh chị ạ, cái phân nó đen, nó mảng bám lại, nó khác cái phân hàng ngày lắm, thì đó là những là cái độc tố trong người của mình các anh chị nhá, đó là mình để lâu năm rồi và nó kết dính lại, đó là những cái độc đó. Thì nó vậy thì nếu mà những cái độc đó nó tồn tại trong người của mình thì không thể nào mà mình tỉnh táo được nha. Và khi mà các anh chị thải độc cà phê xong á, trời ơi, đúng một ngày đầu tiên thôi, lần đầu tiên các anh chị làm thôi, là các anh chị sẽ thấy là tự nhiên ngày hôm đó cái tinh thần mình nó khác liền. Một phần ngày đầu tiên nó chưa ra hết đâu ạ, một phần độc tố nó được lấy ra nhưng các anh chị vẫn sẽ thấy nó khác hàng ngày. Tinh thần của mình nó sảng khoái liền, bởi vì nó đã giảm đi được một lượng cái độc tố, mình đã giúp cho từng tế bào của mình, giúp cho cơ thể của mình không phải hấp thu thêm độc tố nữa mọi người nhé. Nên nếu như mà mọi người thấy rằng mình ăn uống rất là đầy đủ này, hay là mình có ngủ đủ giấc này nhưng vẫn thấy bị mệt mỏi uể oải, thì hãy nghĩ ngay đến cái việc mà cơ thể mình đang bị độc tố, chắc chắn luôn, không cần nghĩ đến mà chắc chắn là cơ thể nó đang bị nhiễm độc tố rồi. Bởi vì với cái thói quen của người Việt Nam của mình bây giờ thì cái việc cơ thể bị nhiễm độc tố thì rất rất là dễ thôi đúng chưa? Rồi, đó là cái dấu hiệu thứ hai. Rồi, cái dấu hiệu thứ ba này á là em Lý đã từng bị rồi, và mới hôm thì khi mà em làm xong đúng 2 tuần thôi là nó hết vấn đề này luôn. Làm đúng 2 tuần là nó hết hẳn vấn đề này luôn, nên là em tự tin luôn là chia sẻ với các anh chị nhá. Nếu như mà bị vấn đề này, chắc chắn là gan của mình, chắc chắn là cái dạ dày của mình nó đang bị nhiễm độc tố rất là nặng. Và mình cho dù mình có làm gì thì nó không hết được đâu, phải thải độc ra thì nó mới hết được. Đó là về vấn đề hơi thở của mình nặng mùi, và mình có những cái mùi hôi khác ở trên người của mình nhé. Hơi thở của mình nặng mùi có nghĩa là khi trước đây thì em không hề bị luôn, nhưng từ khi mà bắt đầu lên Sài Gòn là mình càng thấy. Tại sao? Là đến chính mình nói đây mình còn thấy, nếu như mà các anh chị đến chính mình nói mình còn thấy cái cơ thể của mình nó cái khi mà cái mình nói ra mà nó có bị nặng mùi á, thì các anh chị phải biết là cái đó giống như kiểu là cái đống rác ở trong người của mình nó đang bị bốc hơi ngược trở lại các anh chị nhá. Các anh chị cứ hình dung bây giờ cái túi rác đi, mình để trong nhà mình để 1 tuần nó phải bốc mùi rồi đúng chưa, để 1 tháng nó càng bốc mùi thêm, mà mình để một mình để năm này qua năm khác là nó sẽ và ngày nào mình cũng để cái đống rác vào đó, ngày nào mình cũng bỏ vào đó, ngày nào mình cũng bỏ vào đó, mình đổ nhưng mình lại không có dọn dẹp đi, vậy thì chắc chắn nó sẽ phải bị bốc mùi. Vậy nên nếu như mà các anh chị nào mà đang bị về cái hơi thở của mình nó nặng mùi á,
Nó bởi vì nếu như mà chỉ là cái răng của mình nó có bị những cái mảng bám hay là nó bị những cái gì nó gây ra mùi, nó bản thân mình không hề biết đâu. Nhưng nếu như chính bản thân mình này, chính bản thân các anh chị đang cảm nhận được rằng hơi thở của mình nặng mùi đó, và hoặc là có thể là vợ chồng á, người ta vợ chồng thì không ngại đúng không, có thể nói với mình về những vấn đề đó, thì chắc chắn 100% luôn là cái đại tràng của mình á, độc tố nó đang rất là nhiều, cái phân lâu năm nó đang bị tồn đọng ở những cái thành đại tràng và nó đang bị thấm ngược lên lại đó, và nó khi khi mà nó thấm ngược lên thì nó sẽ làm ảnh hưởng đến dạ dày, nó sẽ dẫn đến những cái vấn đề mà ví dụ như là ợ chua này, ợ nóng này, hay là mình bị vấn đề về hôi miệng nhá. Và cho dù bởi vì em đã từng dùng những cái loại kem đánh răng rất là xịn, thì cho dù là có dùng những cái loại mà tốt nhất xịt thơm miệng này, cho dù có làm gì nó không bao giờ hết được đâu. Chỉ có một cách duy nhất đó là thải độc tố. Và em thề luôn, em làm đúng 2 tuần bây giờ hơi thở không còn mùi các anh chị nhá. Nên nếu như mà ai đang có cái gọi là cái mùi hôi miệng của mình á, hoặc là kể cả là cái việc mà cái vùng nách của mình nó đã bị ra mồ hôi và nó có cái mùi hôi luôn, hôi nách ấy, thì nó cũng là độc tố luôn, bởi vì cơ thể của mình nó sẽ thải độc qua thứ nhất là tuyến mồ hôi này, thứ hai là qua cái đường mà mình đi vệ sinh, và cái thứ mình đi đi tiểu ấy, và cái thứ ba là cái đường đại tiện của mình đúng chưa? Đó là nó sẽ có những cái đường như vậy, hoặc là mình đi tiểu ấy, mình thấy cái mùi nước tiểu của mình nó rất là khai đó, nó cực kỳ là khai luôn, hay là nó cái mồ hôi mình ra nhiều khi, ví dụ ai mà đi tập thể dục mà mồ hôi ra, mà ví dụ như nó có vô tình nó vô mắt mà mình thấy nó cay cay mắt, hay là vô miệng mình thấy nó có mặn á, thì cái đó là cái độc tố trong cơ thể mình đang rất là nhiều, và nó đào thải qua cái đường da của mình là một phần này, rồi nó bốc hơi lên khiến cho khi mà mồ hôi ra nó có mùi, cơ thể của mình nó rất là khó chịu nhá, đứng ai mà đứng gần họ sẽ cảm giác nó ngái 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 á, rất là khó chịu, và miệng của mình khi mà nói ra nó rất là hôi. Vậy thì cái đó chắc chắn luôn là độc, nó phải từ bên trong. Nếu như mà bây giờ muốn hết những cái vấn đề về mùi hôi cơ thể như vậy thì các anh chị phải thải độc tố cho em nha, bắt buộc phải thải độc tố. Vì cái này là em chia sẻ từ tâm luôn. Thì cái chương trình này là cái chương trình phi lợi nhuận, em thì em không bán về những cái này, nhưng nếu mà ai không biết đặt cách đặt cà phê hữu cơ thì em có thể nhờ trợ lý là đặt cho các anh chị nhé. Đó, em thì em không bán về cái này, thì em đăng ký là người chia sẻ bởi vì em thấy nó có gọi là nó quá giá trị đi, nó hoàn toàn có thể giúp cho các anh chị tránh được bệnh ung thư đấy, nên cái ai mà quan tâm đến sức khỏe là bắt buộc phải nghe nha. Ôi cái tai nghe này đó, nên là ai mà đang bị về vấn đề hôi miệng thì là hãy phải thải độc ngay cho em, và thải độc đó là tập trung vào 90% rác ở dưới đại tràng, đổ hết cái đống rác dưới đại tràng đi, mấy chục năm nay nó đang bị bốc mùi lên, đổ hết đi là chắc chắn luôn là hết 100% ha. Rồi, cái dấu hiệu tiếp theo để cho mình biết rằng cơ thể của mình nó đang bị nhiễm độc đó là các anh chị, ví dụ đặc biệt là cái này mà ai mà vận động nhiều á, mình sẽ cảm giác là nó hay bị, nghĩa là nó nhanh bị mệt, và hay là tay chân của mình nó rất là mệt mỏi, cơ bắp của mình nó rất là mệt. À, đó thì nó cũng là một dấu hiệu giống như trước đây luôn. Em ví dụ buổi sáng mình ngủ dậy á, mình đi chạy thể dục mình thấy là chân tay mình nó rất là bùn rủn luôn, nó cứ ngứa ngứa, nó cứ khó chịu làm sao ấy. Vậy thì cái đó có nghĩa rằng là cái gọi là cái cơ bắp của mình các anh chị nó đang không nhận được năng lượng, nghĩa là từng cái tế bào trong cơ thể của mình nó phải sản sinh đúng không, nó phải chuyển hóa cái dinh dưỡng của mình để thành năng lượng, để đến da của mình cho da mình đẹp này, đến đến mắt của mình để mình nhìn cho rõ hơn này được không, rồi đến cái tuyến nước bọt của mình để mà mình không bị khô miệng, mình không bị hôi miệng, hay là đến cái cơ bắp của mình để cho nó chắc khỏe, để cho mình có năng lượng mình vận động mà mình không bị mệt. Vậy thì khi từng tế bào nó bị nhiễm độc thì nó không có làm được cái nhiệm vụ của nó, đó là nó không có làm được, đó là nó không có chuyển hóa năng lượng được, thì cái cơ bắp của các anh chị nó không có nhận được về cái năng lượng đó, không có nhận được chất dinh dưỡng, thì nó khi mà mình vận động nó bị thiếu chất dinh dưỡng đi, nó rời rạc thì nó sẽ rất là mệt ha. Đó là một dấu hiệu. Rồi, cái dấu hiệu này là các chị gặp rất là nhiều này. Và em đây là cái mà em lăn tăn thắc mắc này. Đó là cái ngành của em luôn, đó là về da. Em chắc chắn luôn, em đến bây giờ em có thể khẳng định đó là không có một ai mà cơ thể họ có độc tố nhiều mà họ lại đẹp được hết các anh chị ạ. Không có một ai cơ thể nhiều độc tố mà người ta đẹp được hết, đó là điều chắc chắn 100% luôn nhá. Tại vì sao? Bởi vì á
Ví dụ như trước đây đúng không? Khi mà em bị về những cái vấn đề về như thế thì da nó rất là vàng và lỗ chân lông nó to, nhưng cái thời mình 18 20 tuổi thì mình không bị về vấn đề như vậy, nhưng chẳng khoảng 5 6 năm đổ lại đây thì da của mình nó càng ngày nó càng xấu đi. Đó, thì cái đó là bởi vì á cái bên trong của mình như thế nào nó sẽ biểu lộ ra hết bên ngoài nhá. Da các chị đang bị mụn nè, nếu như mà ai mà bị mụn ở ở trên trên vùng trán nhiều thì có nghĩa là cái tim của mình nó cũng đang bị nhiễm độc. Ai mà bị mụn ở hai bên gò má này nhiều là có nghĩa là gan của mình nó đang bị nhiễm độc rất là nhiều nhá. Hai bên cánh má này gan của mình nó đang nhiễm độc rất là nhiều, và da của em thì em không bị nổi về vấn đề mụn nhiều nhưng da của em nó rất là xanh xao vàng rọt luôn. Trời ơi, nhiều khi á đi trên này đi 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 làm về á, về quê mà người ta cứ tưởng mình mới bị cơn bạo bệnh xong ấy, là các anh chị phải biết là trông mình nó khó coi như thế nào nhá, trông rất là sơ sát thiếu sức sống luôn, chứ không có tươi tắn hồng hào như bây giờ đâu. Cái này là em đang áp dụng cái phương pháp thải độc cà phê, và hiện tại đó là đang tìm hiểu về cái phương pháp ăn uống thực dưỡng nữa, bởi vì là cái ông bác sĩ rất là nổi tiếng ở bên Nhật đó, đó để ông ấy kêu đó là mình phải làm sao, đó là thức ăn của mình phải là thuốc và thuốc của mình phải là thức ăn. Đó, có nghĩa là những cái gì mình ăn vào trong miệng là thuốc. Đó là mình sẽ tự chữa bệnh cho mình luôn, chứ mình không cần phải sử dụng đến thuốc tây. Thì cái đó bắt buộc là mình phải ăn uống khoa học các anh chị ha. Thì nếu như mà những chị nào đang bị nám, đang bị nám đúng không? Nám thì phải 80% là từ bên trong rồi, chỉ có 20% là do nắm nắng thôi, còn 80% là độc tố, là nội tiết tố bên trong rồi. Nám này, sạm da này, rồi tàn nhang này, đồi mồi này, hay là da vàng, bị mụn, bị tất cả những cái vấn đề gì về da, lỗ chân lông to hay là bất cứ một cái vấn đề gì thì nó đều là từ độc tố ra các chị nhé. Có thể là nghĩa là em chưa thấy một ai độc tố nhiều mà da của người ta đẹp cả. Đó là điều chắc chắn 100% luôn. Nếu như mà các chị đã lỡ mua những cái bộ sản phẩm đến cả hàng chục triệu rồi và bây giờ dùng đang không có hiệu quả thì do các chị đang bị thiếu một bước thôi ạ. Đó chính là thải độc các chị nhé. Các chị có uống vào, các chị có bôi nhiều cỡ nào nhưng cái đống rác trong cơ thể của các anh chị nó đang còn rất là nhiều, nó đang bị bốc mùi lên từng ngày và nó vẫn đang từng giây, từng phút, từng giờ nó truyền cho đến từng tế bào và nó biểu hiện ra làn da của mình thì không bao giờ đẹp được các chị nhé. Nó chỉ là tạm thời thôi, hoặc là nó chỉ là một phần rất là nhỏ thôi. Nên nếu như mà chị nào đang bị nám rồi đúng không, làm cái phương pháp thải độc cà phê cho em, nghĩa là chưa cần dùng các chị là làm gì đâu, các chị đã thấy da của mình nó cải thiện rồi, hồng hào đẹp lên rất là nhiều nha. Trời ơi, bị nám mà không làm cái này là một cái thiếu sót nhất trong đời luôn. Và em cũng đã thiếu sót 2 năm qua. Và tuy nhiên bây giờ khi mà em biết rồi thì em chia sẻ cho mọi người thì em thấy vẫn không có muộn đúng không? Vì khi em áp dụng thì đúng là 2 tuần em thấy cơ thể của mình nó thay đổi hoàn toàn luôn. Còn nếu mà các anh thì càng phải áp dụng. Tuy nhiên thì các anh sẽ để vợ nói đúng không? Còn em nói thì sẽ rất là khó, bởi vì là đa phần thì các chị em muốn các chị dùng trước, bởi vì các chị sẽ có ý thức về sức khỏe hơn. Vừa về có thể là về về cái mục đích làm đẹp cũng được, các chị làm cái này các chị vẫn sẽ được cải thiện về sức khỏe, bởi vì phải khỏe thì mới đẹp được các chị nha. Cái bên ngoài mình đẹp nghĩa là bên khi mà mình đẹp chưa chắc mình đã khỏe đâu đúng không? Có thể là vì mình may mắn mình được trời phú cho, một số chị là có thể sống cực kỳ là phủ phê cuộc đời luôn, ăn uống bét nhè luôn, không kiêng cữ gì, ăn ngọt, ăn dầu, ăn mỡ rất là nhiều nhưng rất là may mắn vẫn được một làn da đẹp. Nghĩa là khi mình đẹp chưa chắc mình đã khỏe, nhưng khi mà không còn độc tố trong cơ thể, các chị khỏe lên chắc chắn 100% là các chị sẽ rất là đẹp nhá. Vậy nên là những cái chị nào cái này á thì em muốn nói là những cái chị nào mà đang bị nám này, hay là đang bị sạm da, đồi mồi, đang bị mụn, đang bị rất là nhiều các vấn đề về da, mà tại sao mình điều trị hoài, mình làm hoài mà nó không hết. Vậy thì các chị đang bị thiếu một bước, đó là thải độc cà phê nha. Phạm Hương này, Hương ơi, nếu mà chị Hương ơi, chị Hương quan tâm thì chị Hương inbox cho em nhé. Bởi vì là em cái này em đang phát xem chung đúng không? À không, đúng rồi, cái này trên trang cá nhân này. Chị Hương có quan tâm về cái vấn đề thải độc cà phê á thì chị Hương inbox cho em nha. Bởi vì cái phương pháp này rất là hay chị ạ, em thề luôn. Chị cũng biết là em bán về mấy cái máy làm đẹp của Mỹ đúng không? Nhưng có một số người họ dùng không hiệu quả, và trong thời gian gần đây thì em đã biết lý do tại sao, đó là còn thiếu một bước thải độc. Và thải độc á các chị nhiều người uống làm cái công thức này công thức kia detox đúng không? Ví dụ như em đã từng áp dụng, đó là vì khi em biết cái điều này lâu rồi, biết là liên quan đến độc tố lâu rồi, nhưng em chưa biết là vậy thì cái phương pháp nào nó mới thật sự hiệu quả. Thì em áp dụng là xay uống nước củ cải trắng này, ui củ cải trắng khó uống dã man kinh khủng luôn ý. Rồi là em làm gì ta,
Mình nấu một số cái công thức đề tóc mà trên mạng người ta dạy ấy các anh chị, đó thì em cũng áp dụng luôn, bởi vì em muốn rằng á, là tìm ra cái phương pháp thải độc nào rẻ nhất, chi phí thấp nhất nhưng hiệu quả lại cao nhất các anh chị nhá. Riêng cái phương pháp thải độc cà phê này á, hiệu quả có nghĩa là lấy 90% độc tố ở dưới cái đại tràng của mình ra rồi là đã khác rồi các chị nhá, và rất là rẻ luôn. Một lần làm nó khoảng mười mấy nghìn thôi, em giúp cho các chị một lần làm có mười mấy nghìn thôi. Còn cái này ở trên bệnh viện người ta làm á, là một lần người ta làm là 4 triệu đó, còn chưa kể có rất là nhiều những cái liệu trình thải độc khác phải đến mười mấy 20 triệu hoặc mấy chục triệu là điều bình thường ha. Nên những ai mà chưa biết là thải độc cà phê là gì thì cứ vô Facebook của em để xem. Còn nếu mà em nói này, những cái chị nào mà đang điều trị nám, là mua rất là nhiều những cái mỹ phẩm rồi bị nám, vì các chị trên 30 tuổi là xuất hiện nhiều vấn đề đúng chưa? Nám, sạm, tàn nhang, hay là giống như em trước đây da rất là vàng luôn. Các chị đã dùng rất là nhiều rồi giống như em dùng rất là nhiều nhưng nó không cải thiện được cái vấn đề vàng da của em. Có thể da em nó mịn lên này, nó căng lên nhưng nó không cải thiện được vấn đề vàng da. Đó là các chị chỉ đang thiếu một bước duy nhất thôi là thải độc cà phê các chị nha. Từ khóa ngày hôm nay dành cho các chị đó là thải độc cà phê. Rồi, bây giờ là cái dấu hiệu cuối cùng khi mà các chị biết là cơ thể của mình bị nhiễm độc tố. Các chị phải biết là những cái dấu hiệu này á, nó là tốt các chị nhé. Cơ thể mình hoàn hảo lắm, nó không có đợi bục một phát nó ngỏi luôn đâu, mà nó sẽ báo hiệu cho mình rất là nhiều. Quan trọng là các chị có biết hay không. Thì ngày hôm nay em chia sẻ cho các chị những điều này, thì nếu mà các chị thấy giá trị, các anh, các chú, các cô ở đây này thấy giá trị thì có thể giúp em là chia sẻ cái này lên trên trang cá nhân để người ta biết nhé. Khi mà mình thấy những cái dấu hiệu này, mình phải biết là cái gan của mình nó đang cầu cứu mình, từng tế bào nó đang cầu cứu chính mình, đó là hãy thay đổi đi, hãy ăn uống lành mạnh lại, hãy sống khoa học lại, đừng bắt nó phải kiệt quệ nữa. Bởi vì đến một lúc mà thời gian đủ lâu đúng không, cơ thể của mình độc tố nó đủ nhiều đó rồi, là mình từng tế bào nó đã bị nhiễm độc tố đã đủ rồi, nó không còn một cái cách nào nữa, không quay đầu được nữa, thì nó bùng ra một phát là mình bị bệnh thôi đúng chưa nào. Đó là lý do vì sao mà ví dụ như rất là nhiều người đang đi vệ sinh bình thường nhưng tự nhiên sau trong tuần này thấy đi nó khó đi, nó lại còn ra máu nữa, nghĩ là mình bị trĩ thôi nhưng thấy vẫn rất là khó chịu này kia, đi khám bùng một cái ra ung thư đại tràng giai đoạn cuối là điều hết sức bình thường đúng không ạ. Trong cái thời buổi này thì những cái đó nó không còn là những cái câu chuyện khó tin nữa mà nó hoàn toàn bình thường. Và bây giờ mọi người phải thật sự là tỉnh táo để mình bắt đầu, mình phải nghiêm túc, mình lo cho chính bản thân mình nhá. Đó, và khi mà các chị khỏe lên rồi thì các chị sẽ đẹp ra thôi, thì có phải là em muốn các chị đẹp đúng chưa? Nhưng em phải tập trung vào gốc, đó là em phải giúp cho các chị hết độc tố đã. Làm sao hết độc tố đó là các chị hãy thải độc cà phê cho em đi, được chưa? Rồi, cái mà cuối cùng mà cái mà em bị rất là lâu luôn là cái dấu hiệu cuối cùng, đó là về táo bón các chị nhé. Táo bón này, những ai mà bị táo bón á, nó thật sự táo bón nó gây ra nhiều vấn đề dã man luôn, như đối với em nó bị về vấn đề hôi miệng và vàng da. Táo bón đặc biệt sẽ xảy ra đối với những người mà ít uống nước, là thứ nhất là ít uống nước này, cái thứ hai đó là ăn là nó uống nước, để em uống miếng nước nhá, nói đến nước mới nhớ. Chị Hương ơi, em nhớ chị Hương rồi. Chị Hương biết sao không? Cái Facebook cũ của em nó bị khóa nick các chị, em không vô được, em phải làm lại cái Facebook mới, em đi kết bạn lại với các chị mà không biết nhiều để mà kết bạn. Chị like cái trang fanpage Thiên Lý của em chị nhá, để mà mình cập nhật liên tục trên đó, bởi vì em sẽ thường xuyên like ở trên trang fanpage hơn thì em sẽ hỗ trợ được nhiều người hơn. Trên trang cá nhân thì nó lại hạn chế lắm, nên là tí nữa chị like trang fanpage của em nha. Đó, thì sao ta, cái vấn đề táo bón các anh chị nó là cái nguy hiểm nhất. Bởi thật sự luôn, khi mà bây giờ em biết em vẫn còn sợ, bởi vì em bị trong một thời gian quá lâu luôn, là em bị cả mấy năm luôn các anh chị. Đấy, thấy kinh không, thấy lì mặt không? Thì khi nghĩa là táo bón ấy các anh chị phải biết nha, nó là con đường tắt dẫn đến ung thư, đặc biệt là ung thư đại tràng. Đó, táo bón là con đường tắt dẫn đến ung thư, đặc biệt là ung thư đại tràng các anh chị nhá. Nó đặc biệt xảy ra đối với những ai, thứ nhất đó là ít ăn trái cây, rau củ quả, những cái đồ mà thực vật đó, và nó sẽ xảy ra với những người mà người ta ăn uống không lành mạnh, đặc biệt là ăn thịt rất là nhiều. Ăn thịt nhiều là rất rất dễ gây ra cái tình trạng táo bón luôn. Tại vì sao? Tại vì cái trong cái chất thịt đó các anh chị, nó ngoài cái chất đạm và protein mà mình hay nghe nói thì nó chỉ có cái đó nó cung cấp cho cơ thể của mình thôi. Nhưng cái thịt đó các anh chị, cái thịt đặc biệt là thịt heo hay thịt bò á, đặc biệt là thịt bốn chân nhá, thịt của động vật bốn chân á, là cái thân nhiệt của nó
cao hơn so với thân nhiệt của con người. Ví dụ như thân nhiệt, nhiệt độ của mình bình thường là 36 đến 37 độ đúng không? Nhưng nhiệt độ của nó phải đến 38, 40 độ luôn. Nghĩa là khi mà mình ăn vào, đặc biệt là mình ăn những cái mỡ của nó vào á, mình ăn những cái chất mà mình ăn những cái thịt của nó vào trong cơ thể của mình, thì hai cái thân nhiệt nó không khớp nhau thì làm sao ạ? Ví dụ như bây giờ nhá, các chị mình khi mà cái mỡ của nó vào đúng không, thân nhiệt của nó đang cao nhưng cơ thể của mình lại nhiệt độ lại đang thấp, vậy thì cái mỡ đó nó sẽ rất là khó tan các anh chị ạ. Cái mỡ của cái động vật bốn chân nó rất là khó hòa tan để trở thành năng lượng, để cho da mình mướt mượt mà được giống như là quả động vật dưới nước, đặc biệt là cá chẳng hạn. Mà cái mỡ đó nó rất là khó hòa tan và cơ thể của mình gần như là không nhận được những cái chất đó. Đó là lý do vì sao nó không hòa tan thì nó sẽ trở thành mỡ thừa nhé. Nó sẽ trở thành cái lượng mỡ dự trữ trong trong cơ thể của mình. Và mỗi một ngày mình dự trữ một ít, mỗi một ngày các anh chị dự trữ một ít thì nó sẽ đầy lên thôi. Bụng sẽ to lên đúng chưa? Là nội tạng của mình nó sẽ nhiều mỡ lên. Thì nếu như mà chỉ là mỡ bên ngoài cơ, ngoài dưới da mình thôi á, thì bình thường không sao cả, nó chỉ hơi mất thẩm mỹ thôi, mặc cái váy lòi lõm chỗ này thôi nha. Nhưng cái mỡ nội tạng nó mới là cái sát thủ thầm lặng, nó sẽ khiến cho mình chết bất cứ lúc nào luôn. Em chia sẻ thật sự luôn đấy. Các anh chị phải thật lòng quan ngại điều này nhá. Cái mỡ nội tạng nó có thể khiến cho mình chết bất cứ lúc nào. Mình không biết được đâu, bởi vì là cái mỡ nội tạng nó sẽ, khi mà ví dụ như mình ăn quá nhiều đúng không, nó đã tích tụ đủ ở trong những cái dạ dày, ý nghĩa là ở xung quanh cái dạ dày, xung quanh ruột gan của mình, nó đã nằm ở đó nhiều quá rồi, và bắt đầu nó sẽ đi trực tiếp vào trong cái mạch máu của mình luôn. Mạch máu mà nó đi vào trong mỡ mà nó bị tích tụ trong mạch máu thì người ta gọi là máu nhiễm mỡ đúng không. Ví dụ đang cái mạch máu, cái ống mạch máu nó đang truyền ngon lành vậy, tự nhiên bây giờ có mỡ xung quanh này thì bắt đầu là máu nó sẽ truyền ít đi này, nó sẽ truyền bị kém đi đó, rồi là mình sẽ cảm giác não mà không nhận đủ máu thì nó sẽ hơi bị mệt mỏi này đó, rồi là có thể một lúc nào đó mỡ nó dày quá nó tắc luôn, chết luôn, không hay luôn đó. Điều đó rất là nguy hiểm các anh chị nhé. Nên là khi mà ăn cái mỡ động vật, ăn cái thịt động vật và kinh khủng lắm. Cái này em sẽ phân tích kỹ hơn về hôm sau các anh chị nha. Còn bây giờ những cái chị nào mà đang bị táo bón thì ngay lập tức thải độc cà phê cho em. Đây là lời khuyên chân thành của em, từ tâm của em luôn. Bởi vì khi mà em bị rồi, em biết được rằng những cái bất tiện mà nó gây ra cho mình, hôi miệng là từ đó ra, da vàng là từ đó ra, da các chị bị xấu đi là từ táo bón ra. Bởi vì táo bón có nghĩa là cái bài thải độc cà phê hôm trước em phân tích kỹ rồi đúng chưa? Em sẽ nói lại nhé, táo bón em phải nói đi nói lại. Nghĩa là cái phân ngày hôm nay các anh chị thải ra, nó không đi ra ngoài các chị, nó không đi ra ngoài đúng chưa? Nó sẽ nằm ở trong đó để làm gì? Nghĩa là nó khó quá, nó cứng quá, nó không có nước, nó không có cái rau củ quả để mà nó làm trơn á, nó cứ nằm ở trong đó. Nếu mà đối với 3-4 ngày nào nó bắt đầu nó lên men, nó ủ thối ra rồi, 3-4 ngày nó bắt đầu nó có mùi hôi thối, bởi vậy đó là lý do khi mà anh chị đi vệ sinh á, nó sẽ bị, nó có cái mùi khó chịu là như vậy. Ví dụ như ngày hôm nay các chị không thải độc cà phê đúng không? Ngày hôm nay các anh chị đi vệ sinh thì phân ngày hôm nay mình đi đã là phân của 3-4 ngày hôm trước rồi, nó mới bị hôi. Còn phân của cái ngày hôm qua mà mình mới thải ra đó thì nó chưa có được đi ra bên ngoài. Còn nếu mà em làm thải độc cà phê, đó là ngày hôm nay em ăn sáng mai em làm đi hết luôn. Đó nên là sau 25 ngày làm thì rất là sáng khoái, rạng rỡ. Còn ví dụ như khi mà đặc biệt là những người đã từng bị táo bón như em á, thì cái phân đó nó còn ở trong đó lâu hơn nữa. Có những người mà bị nặng đến mức 10 ngày luôn, thì càng để lâu cái phân nó sẽ càng khô lại, là cái nước phân nó càng thấm vào trong cơ thể của mình nhiều nhá. Thấm vào trong cái đại tràng nhiều, đại tràng sẽ bị yếu đi này, mạch máu truyền qua đại tràng mang theo nước phân đó luôn, mang theo cái nước độc đó luôn, đi qua gan, gan một lần nữa bị mệt. Nhưng nếu như mà đi qua quá nhiều thì gan không bao giờ làm hết được đâu. Thế là những cái chất độc đó nó sẽ đi vào trong từng cái tế bào của mình luôn. Tế bào không chuyển hóa chất được thì mình có ăn uống cỡ nào vào rồi mình bị ung thư là chuyện hết sức là bình thường thôi. Nó không chuyển hóa được, mình bị thừa cân này, béo phì này, da mình bị xấu đi. Đó đúng chưa? Da là biểu hiện của cái bên trong các anh chị nhé. Inbox cho chị, ok chị Phạm Hương nhé, tí em inbox cho. Nếu mà chị quan tâm về thải độc cà phê, ở đây ai quan tâm về thải độc cà phê, muốn, bởi vì cái cà phê này quan trọng nhất là cà phê hữu cơ nhé, và nó có những cái dụng cụ như vậy nữa, em đang làm. Đó, nghĩa là cái này là em, cái đây là dụng cụ của em nhé, dụng cụ của em đăng ký. Còn ví dụ như ai mà không biết cách mua dụng cụ, mua cà phê hữu cơ ở đâu thì có thể để lại số điện thoại, em đăng ký, trợ lý của em đăng ký giúp cho. Riêng thải độc cà phê thì em sẽ đặt dùng cho các anh chị nhé. Còn em là em không có bán, bởi vì em bán là về những cái dòng máy làm đẹp á. Thì một cái liệu trình thải độc cà phê này là 1,1 triệu các anh chị ạ, dùng trong 3 tháng nha. Mà thì tính ra mỗi lần nó khoảng chưa đến 15.000 đâu. Còn ở bệnh viện thì người ta sẽ làm sẽ là 4 triệu một lần.
Đó, các anh chị cứ tìm hiểu đi nhé. Ai quan tâm thì để lại số điện thoại cho em. Và nếu mà ai đang bị táo bón này, ai đang bị hôi miệng này, ai đang bị mệt mỏi này, đó, chị nào đang bị sạm da, nám da, dùng nhiều quá mà sao thắc mắc dùng hoài không có hiệu quả, thì các chị hãy ngay lập tức từ khóa dành cho các anh chị đó là thải độc cà phê. Và khi mà em biết được điều này thì em cảm thấy em may mắn, quá là may mắn luôn. Nghĩa là trong cuộc đời đó sẽ là một trong những món quà lớn nhất mà gọi là mình may mắn mình nhận được, bởi vì nó là món quà về sức khỏe các anh chị ạ. Đó, nó không đơn giản là làm đẹp đâu. Em tuy về làm đẹp nhưng nghĩa là khi mà em được đào tạo cao hơn á, thì em hiểu được rằng là cốt lõi phải là từ sức khỏe trước. Mình phải cho người ta khỏe, hoặc ít nhất là cho người ta không còn độc tố trong cơ thể nữa, là người ta đã đẹp lên rồi. Đó, người ta tin tưởng mình thì có thể dùng những cái sản phẩm khác của mình. Đó, nên là cái từ khóa ngày hôm nay dành cho các anh chị đó là thải độc cà phê nhé. Đặc biệt là những cái anh nào mà uống rượu, uống bia nhiều á, kinh khủng lắm các anh chị ạ. Các anh chị biết cái tuổi thọ tự nhiên của con người mình là bao nhiêu không? Là 120 tuổi á. Nếu mà các anh chị chỉ 50 tuổi, 40, 50 tuổi, 60 tuổi mà các anh chị đã bị bệnh này, bệnh kia thì là mình sống quá tệ với mình luôn ấy. Bởi vì là cái hiện tại là người Việt Nam của mình, đến chính mẹ em luôn, cái ý thức về thức ăn không không phải là ý thức, mà là những cái kiến thức mà các anh chị đang được biết, các anh các chị, hoặc là ở đây có những người phải tầm tuổi cô chú em đúng không? Đó, mình đang được biết trước giờ nó không có đúng, và nó đang từng ngày nó phá hoại chính cái cơ thể này của mình nhá. Đó, còn khi mà các anh chị áp dụng cái phương pháp thải độc cà phê này á, thì nó cái phương pháp thải độc cà phê này nó sẽ giúp cho mình đó là phòng chống về ung thư phải đến 99%. 1% đó là có thể vì di truyền thì không nói trước được nhá. Còn nếu như mà những ai mà bị ung thư giai đoạn 1 và ung thư giai đoạn 2 có thể hỗ trợ được là hết được 100% nếu như mà có kết hợp với thực dưỡng, kết hợp với thực dưỡng là khác và dinh dưỡng là khác ha, và luyện tập tinh thần nữa. Đó, và thải độc cà phê nó có 4 bước này thì có thể hết được 100%. Đó là lý do tại sao em muốn các chị chia, em muốn ở đây tất cả các anh chị, những ai đang xem livestream này hãy chia sẻ cho em, vì biết đâu vô tình một người nào đó họ đang bị ung thư, họ biết cái điều này thì sao, đúng chưa? Là mình đang đi gieo cái, mình đã cứu một cái mạng người rồi thì thật sự nó rất là giá trị nhá. Đó là lý do vì sao mà em chia sẻ cái điều này rất là nhiều. Em sẽ chia sẻ đến lúc mà tất cả mọi người phải sử dụng thải độc cà phê, người người sử dụng thải độc cà phê, nhà nhà sử dụng thải độc cà phê, thì khi đó là cái sứ mệnh của em nó mới hoàn thành được. Được chưa? Đó, thì khi thải độc cà phê này nhá, thì em sẽ nói một chút về cái thải độc cà phê này, bởi vì nó em tâm đắc quá trời luôn. Tâm đắc kinh khủng khiếp luôn ý. Tâm đắc ơi là tâm đắc luôn. Bởi vì trời ơi, em làm 2 ngày mà em hết táo bón, sướng ơi là sướng. Bị mấy năm rồi và đúng 2 tuần em hết hôi miệng nhá. Đúng 2 tuần em hết hôi miệng luôn. Nghĩa là trước đó là em đã dùng cái kem đánh răng của Mỹ, nó đã rất là tốt rồi, nhưng thật sự luôn á, nó chỉ là 15% thôi là mảng bám của mình nó không còn nữa. Nhưng tại sao vẫn bị hôi là bởi vì cái đống rác, cái đống phân của mình bên trong nó đang bị bốc mùi, anh chị biết không? Cái đống rác của mình nó đang bị bốc mùi. Bây giờ vậy thì đổ rác cho nhà mình hàng ngày, vậy thì hãy đổ rác cho người mình hàng ngày đi nhá. Rồi là em làm sau 2 tuần thì hơi thở nó không còn bị hôi nữa. Và sau đó là trời ơi, thật sự luôn á các anh chị, khi mà cái bụng mình nó nhẹ, các anh chị mới biết thế nào là cái tinh thần của mình nó sảng khoái nhá. Và càng lớn tuổi làm sẽ càng đã, bởi vì độc tố nó sẽ rất là nhiều luôn. Và như sáng ngày hôm nay nhá, em diễn tả ở đây thì mọi người đừng có nghĩ gì nhá, nhưng thật sự mọi người, mình đừng có ngại những cái điều này. Khi mà em đã chấp nhận em chia sẻ, nghĩa là như sáng nay em thải độc này, sáng nay là em làm đúng không, em bơm vào 1 lít và sau đó là em đi vệ sinh. Trời ơi, không tưởng tượng được luôn, ngày hôm nay chắc là kinh nhất. Nghĩa là anh chị biết không, cái phân á, cái phân mà ngày hôm nay em đi nó đen mà nó từ từng từng mảng á các anh chị, nó là từng mảng rồi nó có những cái cục trắng trắng nhầy nhầy á, cái đó nó đâu phải là phân đâu đúng không, cái đó nó là độc với các anh chị, nó là những cái chất độc nó đang tồn đọng ở trong cái đại tràng của các anh chị á. Mình để càng lâu nó càng đen, đó nó càng oxy hóa nặng, nó càng cơ thể của mình càng càng lâu nó lại càng độc, càng lâu nó lại càng độc, nó lại càng thấm vào cơ thể của mình nữa. Vậy thì làm sao mà mình không ung thư được đúng không? Và cho dù là các chị bị bất cứ một vấn đề ung thư nào thì bản chất của nó là đại tràng rất là bẩn, đại tràng đã bị nhiễm độc tố một cách kinh khủng rồi. Đó là lý do tại sao cái phương pháp này nó là làm sạch đại tràng ha. Thì nó là một cái phương pháp rất là khoa học anh chị ạ, không phải vừa, đừng có nghĩ là phản khoa học, rất là khoa học, rất là văn minh, rất là lịch sự. Các chị nào muốn làm đẹp,
Trời ơi, em thề luôn, em làm này sao em cảm giác cái bụng em nó nhỏ đi đấy, cái eo nhỏ đi nhá. Hôm trước là có cô Lan á, cô lên chia sẻ, cô cũng ở trong nhóm chợ này này. Cô Lan trong chắc hôm nay cô Lan bận rồi. Cô Lan chia sẻ cô 63 tuổi rồi và cô áp dụng cái phương pháp này 18 tháng. Trời ơi, gọi cô đẹp hồng hào và cô kêu là bây giờ cái bụng cô rất là nhỏ, mình càng làm eo nó càng nhỏ lại các anh chị ạ, bởi vì những cái mỡ thừa đấy khi mà độc tố nó ra hết đúng không, là bắt đầu là cái tế bào của mình nó sẽ bắt đầu nó giảm độc tố đi, nó mới giảm thôi nhé, chưa hết đâu, bởi vì ôi mình yếu rồi, giảm là 90% mà còn 10% mà, nhưng nó vẫn sẽ làm việc được, nó phải bắt đầu nó chuyển hóa năng lượng đó. Mình điều chỉnh lại ăn uống nữa, mình không có ăn nhiều cái chất béo thì bắt đầu là nó sẽ lấy những cái chất béo thừa đó ra, chất béo ở nội tạng, chất béo dưới da nó sẽ chuyển hóa kết hợp luyện tập nữa thì càng tốt nha. Đấy, còn những cái chị nào em nói này đang bị nám tàn nhang, đã mua những cái bộ mỹ phẩm đắt tiền mấy chục triệu rồi, bởi vì những mấy chục triệu là bình thường, bởi vì em cũng cái những cái sản phẩm em bán thì nó phải đến cả tiền chục triệu đến mấy chục triệu là bình thường đó, thì nhưng chưa hiệu quả, không phải là sản phẩm không tốt đâu ạ. Các chị chỉ thiếu đúng một bước duy nhất, đó là thải độc, và thải độc hiệu quả nhất, tiết kiệm nhất là thải độc cà phê nhé. Một liệu trình này nó là 1,1 triệu, thì cái viên thải độc cà phê này thì em không có bán. Nhưng em bởi vì cái quan trọng là cà phê hữu cơ, nếu như mà ai không biết cách mà mua cà phê hữu cơ ở đâu á, thì có thể là inbox cho em thì em đặt giúp, bởi vì em đang hiện tại đang đặt giúp cho rất là nhiều chị. Nếu như mà những chị nào chỉ lấy thải độc cà phê thôi thì em sẽ gửi cái danh sách lên bên đơn vị người ta gửi về, còn các chị nào lấy máy hoặc là những cái đồ làm đẹp thì em sẽ lấy về đây và em gói gửi cùng cho các chị luôn ha. Đó, vậy đây là da đang bị sạm nám, trời ơi, các chị làm đi các chị biết ơn luôn á, giống như em bây giờ em biết ơn cuộc đời lắm luôn á, biết ơn là mình làm cái ngành này, mình biết cái điều này, mình chia sẻ, mình biết là mình giúp đỡ được cho bản thân. Sao tự nhiên này đang gọi đang like lại gọi giờ này, chết thật. Trời ơi, bạn gọi đấy, vậy đây là các anh chị phải làm nhá, em thật sự luôn á, chia sẻ từ tâm á, riêng cái thải độc cà phê này ai cũng phải làm hết. Nếu như mà các anh chị muốn là mình sống cả đời khỏe mạnh, mình sống mình không có lo bệnh tật gì cả, đó là mình tự lo cho mình nhé, mình không có đợi đến lúc bệnh. Đúng lại khi mà em chia sẻ đó là cái phương pháp này nó có thể là hỗ trợ làm giảm bệnh đi được cho các anh chị, nhưng các anh chị đừng bao giờ đợi đến cái lúc mà mình bị bệnh mình mới làm nhé. Thì nó tất nhiên là nếu mà nó không chỉ riêng cái này đâu, nếu mà những ai mà đã bị bệnh rồi thì sẽ còn phải kết hợp thêm nhiều cái phương pháp khác, nhiều cái khác nữa, chứ không phải riêng thải độc cà phê này đâu. Còn nếu mà các chị em mình đang đang còn khỏe mạnh hoặc là đơn giản bị như em thôi, thì bị những cái vấn đề về bên ngoài thôi đúng chưa, nó khiến cho mình không được tự tin, ví dụ da các chị xấu đi, sạm đi, nám đi, hay là hơi thở của mình nó nặng mùi, cơ thể của mình nó bốc những cái mùi khó chịu, thì mình chỉ cần đó là mình làm thì tự nhiên nó hết nhá. Thề luôn, không hề nghĩ luôn. Lúc mình em mới làm em chỉ biết là em được biết đây là một phương pháp thải độc. Đó thì em hiểu nó là đề tốc thải độc cơ thể thôi. Nhưng trời ơi, không ngờ làm nó có những cái kết quả nó vi diệu như vậy. Thải độc cà phê muôn năm. Đấy nhá. Vậy nên là hôm nay từ khóa là thải độc cà phê các anh chị nhá. Và khi mà các anh chị thấy cơ thể của mình nó có những cái dấu hiệu như em vừa nói, thứ nhất là tăng cân giảm cân đột ngột nè, hay là mệt mỏi uể oải làm việc không tập trung, thầy luôn làm cái này xong đọc sách tập trung kinh khủng khiếp luôn, tập trung dã man luôn, các chị làm gì nó tập trung mà các anh chị không không tưởng, nghĩa là các chị không hình dung được đâu ạ. Em nói là một chuyện thôi, nhưng đến khi mà các anh chị làm đúng một hôm đầu tiên thôi, cảm giác người mình giống như kẻ đang bầu cái túi rác 8 kg hoặc là 25 kg trên người mình đúng không, ôi sao tự nhiên hôm nay, nghĩa là một cái túi rác vô hình, à bây giờ mình biết có cái túi rác này đó, bây giờ mình làm cái đó để mình bỏ xuống, trời tự nhiên nó nhẹ bẫng luôn, mình cảm giác như kiểu mình có thể bay lên luôn được các chị, nghĩa là nó nhẹ đến cái mức đó luôn, và nó sẽ từ từ nó làm cho da của các chị đẹp lên nhá. Thì nó mới là cái mục đích cuối cùng của em, đó là làm sao mà các chị đẹp lên. Nhưng cái này nó lại có ý nghĩa về sức khỏe nữa, nên là nếu như mà những ai mà không muốn đẹp á cũng làm cái này cho em luôn thì nó vẫn đẹp. Bây giờ các anh chị thấy không ạ, da của em nó rất là rạng rỡ, thì nó cũng không hẳn là bởi vì em làm mới có 25 ngày thôi, nó không, nó đỡ đi cái tình trạng vàng da rồi, nó không có bị những cái gọi là lỗ chân lông to này kia, nó cũng cải thiện luôn nhá, hơi thở không còn nặng mùi luôn, nhưng các chị cứ theo dõi em đi, em sẽ còn đẹp nữa. Ai muốn trẻ da là làm ngay phương pháp này cho em nhá, rồi ăn uống nghỉ ngơi khoa học nữa là ok ha. Nếu như mà ai muốn biết ăn uống nghỉ ngơi khoa học như thế nào thì cứ theo dõi Facebook của em, bởi vì em làm phương pháp này thì em cũng bắt đầu em tìm hiểu về cái phương pháp ăn uống luôn. Hiện tại là em Lý đang tìm hiểu về cái phương pháp ăn uống thực dưỡng Osawa.
là cái phương pháp mà như ông bác sĩ kia vừa nói là thức ăn của mình phải là thuốc và thuốc phải là thức ăn ấy, làm sao để mà cả đời mình không cần phải sử dụng một viên thuốc tây nào các anh chị nhá. Điều đó là hoàn toàn có thể và mình sẽ đạt được đến gọi là cái ngưỡng tuổi thọ tự nhiên cao nhất. Nhưng mình sống lâu là sống một cách khỏe mạnh, chứ không phải sống lâu mà sống vật vờ, sống mà bệnh này bệnh kia nằm một chỗ cho con cái trong mình thì thôi, thì em thấy là cái mình không phải là cái mục đích mà em làm nhá. Sợ em sẽ giúp cho các anh chị là sống khỏe mạnh từng ngày luôn, và các anh chị chỉ cần bước đầu tiên hãy làm cho em đó là thải độc cà phê, chắc chắn luôn. Ai chưa làm nhưng khi mà làm rồi á, các anh chị sẽ thấy là nó rất là tuyệt vời, trên cả tuyệt vời kinh khủng luôn, tuyệt vời lắm lắm luôn ý. Ở đây là chị nào, chị Hương ơi, chị Hương like cái trang fanpage của em đi nhá. Những ai mà đang muốn muốn chưa hiểu gì về thải độc cà phê thì cứ vô Facebook của em để mình xem đó. Thời gian gần đây em chia sẻ rất là nhiều. Còn những ai mà muốn đặt cái liệu trình này để mà mình về cho mình đẹp hơn, khỏe hơn hay là vì một lý do nào đó thì các anh chị có thể thể nhờ em đặt. Còn nếu mà các anh chị tự đặt được cũng tốt, quan trọng là cà phê hữu cơ nhé. Hữu cơ là từ cái lúc người ta trồng trên cái vùng đất hữu cơ, chăm sóc không phun thuốc sâu, bắt từng con sâu một đó, rồi là người ta ra, người ta thu hoạch, ra xay, nó đều phải chuẩn hết đó ha. Rồi là những cái dụng cụ như thế này, nếu mà mọi người vì cái này nó mua thì nó cũng hơi khó, nên là em thì bởi vậy nên là em mới đặt nhiều. Bữa giờ em bắt đầu em chia sẻ là khoảng 1 tuần rồi đấy, mà chắc hơn 100 chị đặt rồi, nên là nó cũng hơi quá tải. Bởi vậy nên là mọi người nếu mà ai có đặt đấy thì ấy nhá, thì có thể inbox cho em thì bên em vẫn có thể hỗ trợ được, ok ha. Trời ơi em không biết sao nữa, nhưng em nói thật nhé, em tự nhiên em chia sẻ mà chẳng ai nói gì cả, em buồn quá. Tự nhiên em chia sẻ mà không biết là em nói hay dở, hay là không biết nó có ý nghĩa gì không, nó có cái giá trị gì với mọi người không, mà hay là do em không biết cách nói ta, em không biết kêu gọi ta, mà mấy mọi người không có tương tác gì với em hết, em buồn quá trời luôn. Tuy nhiên thì không sao, quan trọng là mình cho đi kiến thức đúng không? Thì nếu mà mọi người vẫn ngồi nghe thì em biết là mọi người vẫn rất là quan tâm, thì chỉ cần như vậy thôi là em đã rất là vui rồi. Và buổi sáng em vẫn thường xuyên, em làm thải độc cà phê em vẫn live stream luôn, em live stream trực tiếp luôn đó, để cho mọi người thấy là em chỉ chia sẻ những cái gì mà em đang làm thôi, chứ không bao giờ chia sẻ vớ vẩn đâu. Đấy, rồi là mọi người có thể vô theo dõi nha. Bình thường em sẽ live stream buổi sáng vào khung giờ từ 7 giờ đến 8 giờ là khung giờ mà em sẽ bắt đầu em làm thải độc ha. Còn tuy nhiên như sáng nay như có việc bận á, thì em cũng làm trễ một chút, đó là 9 giờ. Nghĩa là cái này á, làm tốt nhất là vào buổi sáng. Tại vì sao? Mình làm xong á, trời nó sảng khoái, nó đã. Nguyên một ngày đó là ngày mình đã luôn. Nhưng nếu mà ai bận quá thì có thể làm trưa, làm chiều hoặc là làm tối, nhưng đừng có làm khuya nhá. Đó, thì mình chỉ cần làm lúc nào là mình sẽ sướng ngay từ cái lúc đó trở đi luôn. Bởi vậy em muốn sướng ngay từ đầu ngày đến cuối ngày. Làm sao mà đến cuối ngày em lên live stream, em nói nhiều như thế này em mới năng lượng được chứ đúng không? Em mới tươi cười được thì em muốn là em làm từ đầu ngày luôn. Trời ơi sướng ơi là sướng luôn, mà còn đẹp nữa chứ, còn trẻ trai nữa chứ, thì không còn lại còn nếu mà làm thêm mấy một số cái sản phẩm của em vào nữa thì quá là tuyệt vời luôn. Nha. Ok, vậy thì thôi bây giờ là em nếu mà em sẽ xin phép nhé, em sẽ kết thúc cái livestream này ha. Kênh Lý sẽ kết thúc livestream này. Và những ai mà quan tâm đến thải độc cà phê thì hãy vô trong Facebook của Lý để xem. Nếu mà muốn Lý tư vấn ấy, chưa muốn đặt mua nhưng muốn tư vấn kỹ hơn, muốn hiểu rõ chính xác là thải độc cà phê này là cái gì, thì cũng để lại số điện thoại Lý sẽ tư vấn cho miễn phí cho các anh chị nhé. Bởi vì mình là người đi chia sẻ thì em sẽ cho đi bất chấp luôn, được chưa nào? Rồi, xin cảm ơn tất cả các anh chị đã theo dõi livestream của em nha. Và xin chúc cho mọi người đó là có một sức khỏe thật là tốt, và hãy thải độc cà phê nhé. Xin chào và hẹn gặp lại, bye bye.